Chào các bạn, và đây là ROG Ally, chiếc máy chơi game cầm tay đầu tiên của Asus, và mình tin chắc là Asus ROG đang làm cực kỳ chính xác. Đây sẽ là một cái video review nhanh về chính cái chiếc ROG Ally này. Hơi tiếc là mình không thể giữ nó được quá lâu để có một cái trải nghiệm chính xác nhất trong một cái khoảng thời gian dài. Tại vì hiện nay cái máy này nó đang rất là hot, và trong khi đó sample để gửi cho các cái bên media thì lại quá ít đi. Cho nên là mình chỉ có thể trên tay nhanh trong đâu đó khoảng vài tiếng đồng hồ mà thôi. Cho nên cái video clip này nó không phải là đánh giá chi tiết hay là đánh giá quá chuyên sâu, mà chỉ đơn giản là một cái trải nghiệm nhanh của mình trong khoảng vài tiếng vừa qua. Và để coi cái máy chơi game cầm tay ROG Ally này nó làm được cái gì và có một số những cái điểm nổi bật như thế nào. Cái điểm nổi bật đầu tiên hiện nay đó chính là ROG đang tung ra một cái nước đi cực kỳ bất ngờ dành cho thế giới. Đó chính là cái thương hiệu ROG thì họ đang có rất là nhiều những cái giải sản phẩm thuộc vào phân khúc dành cho gaming. Và nay máy chơi game cầm tay gaming giống như thế này cũng là một cái sản phẩm cực kỳ thú vị. Chúng ta đã có những cái sản phẩm linh kiện máy tính dành cho người dùng chơi game. Chúng ta có laptop gaming, chúng ta có điện thoại gaming, chúng ta có màn hình gaming, chúng ta có rất là nhiều thứ gaming, và nay là máy chơi game cầm tay như ROG Ally đây. Mình xin được liệt kê một số những cái điểm nhấn nhanh mà mình đã trải nghiệm trong khoảng vài tiếng vừa qua. Và cái điểm nhấn đầu tiên đó chính là về phần màn hình của chính cái sản phẩm này. ROG Ally được trang bị một cái màn hình với độ phân giải là Full HD, các bạn có tần số quét là 120Hz và cái tốc độ phản hồi cũng tương đối là nhanh. Tức là nếu như các bạn ứng dụng và chơi một số những cái tựa game đi cảnh, game AAA theo đúng với cái mục đích của ROG Ally sinh ra, thì các bạn có thể thấy là khi chơi cái độ mượt mà của màn hình sẽ giúp cho các bạn cảm thấy rất là thoải mái. Và còn chưa kể nha, cái màn hình này nó có cái độ sáng là tới tận là 500 nit độ sáng, chưa phải là quá tốt hiện nay nếu mà so với lại smartphone, nhưng mà nếu như các bạn so với lại những cái máy chơi game cầm tay khác hiện nay trên thị trường thì ROG Ally không hề thua kém. Và cái hiển thị màu ở trên cái màn hình này nó vẫn là đủ 100% sRGB. Mình thấy là đối với ROG Ally nếu như cái phiên bản lần sau, tức là ROG Ally 2, họ hoàn toàn có thể nâng cấp được thêm cái phần màn hình này. Rất có thể là chúng ta sẽ có thêm một cái phiên bản sử dụng màn hình OLED nè, hoặc là độ phân giải cao hơn nè, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta tăng thêm cái độ sáng thôi. Nhưng mà nói chung là đối với mỗi sản phẩm vừa tung ra mắt cái phiên bản đầu tiên dành cho thị trường như hiện nay giống như ROG Ally này, thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta gọi là một cái bước test thử thị trường của chính ROG mà thôi. Cho nên mình rất vui bởi vì ROG họ đã mang đến một cái sản phẩm màn hình đủ tốt giống như thế này. Đi vào phần cứng bên trong, chúng ta có được một cái vi xử lý cực kỳ mạnh mẽ. Đây chưa phải là cái con chipset mạnh nhất ở trên thiết bị di động, nhưng theo đánh giá của mình thì đây là con chipset phù hợp nhất dành cho những cái máy chơi game cầm tay giống như là ROG Ally. Chúng ta có được AMD Ryzen Z1 Extreme mạnh hơn rất nhiều so với phiên bản Z1 đã từng ra mắt trước đây ở trên Steam Deck. RAM ở trên máy là 16GB mặc định và bộ nhớ trong là 512GB, chạy với tiêu chuẩn PCIe 4.0, giúp cho các bạn có thể có những cái tốc độ đọc đi rất là nhanh và truyền tải dữ liệu rất nhanh. Thực sự là trong cái khoảng thời gian vài tiếng vừa qua mình test cái máy này thì mình không có quan tâm tới tất cả mọi thứ liên quan tới đồ thị, show FPS để làm gì cả. Tại vì khi mình chơi ở một số những cái tựa game đang có sẵn ở trong máy thì mình thấy là tất cả mọi game mà mình bấm vào nó đều có thể chơi rất là tốt. Và đây đều là một số những cái tựa game mà mình nghĩ là hiện nay các bạn đang chơi rất là nhiều, chẳng hạn như là Horizon Zero Dawn, là một số những cái tựa game ở trên Steam mà đang được cài sẵn ở đây. Thì thành ra là khi mà mình ứng dụng và chơi cái game ở trên cái máy này thì mình thấy nó rất là an tâm, không có cái chuyện là các bạn sẽ cảm thấy là cái máy nó giật lag hay là gì cả. Tất cả mọi thứ cái máy này làm cực kỳ trơn tru. Và còn chưa kể nha, chính mình còn cố ý cài thêm Liên Minh Huyền Thoại để chơi ở trên cái máy này. Đương nhiên là mang cái tính chất là test vui vẻ thôi, nên là mình chỉ chơi cái game TFT mà thôi, thì cái máy nó vẫn hoạt động rất là tốt ha. Cái phần FPS các bạn đang thấy ở đây là cái máy nó hoàn toàn có thể mang lại cái mức FPS là khoảng trên 120 của mình trên giây. Nên là khi mà chơi một số những cái tựa game đang có sẵn ở trong máy cũng như là cái game TFT này thì mình thấy nó không khác gì một cái máy tính bình thường. Thậm chí là cái sức mạnh vi xử lý ở trên cái máy này nó cho lại mình đánh giá là nó sẽ ngang với một số những cái máy Ultrabook hiện nay ở trên thị trường luôn. Cho nên đây là một cái điều nó quá tuyệt vời để các bạn có thể kỳ vọng ở trên một cái máy chơi game cầm tay nhỏ gọn như ở trên chính cái chiếc máy ROG Ally này. Và nếu các bạn quan tâm là cái máy khi mà chơi game thì liệu nó có nóng hay là không, thì xin thưa là nó không hề nóng. Thật sự với các bạn luôn ở trên cái máy này kia các bạn chơi nha, mặc dù các bạn có ghim sạc hay không ghim sạc, tức là các bạn có kích cho nó hết tất cả hiệu năng hay là không thì thật sự là ở trên cái máy này kia các bạn cầm vào trong hai cái grip bám các bạn sẽ không thấy nóng gì cả. Hay là đối với mình đi, mình chơi cái game TFT, tức là game đánh cờ, thì mình thường hay cầm với cái tư thế như thế này, tức là mình sẽ cầm ở giữa đấy, thì cái phần khung máy ở giữa nó cũng không hề có một cái nhiệt độ quá cao, nó chỉ hơi ấm nhẹ thôi. Nên khi các bạn chơi ở một số những cái tựa game nặng đô hơn, mà nếu như các bạn cầm ngang thì mình tin chắc là nó không có vấn đề gì về vấn đề nhiệt độ hết. ROG họ đã xử lý quá tốt khi mà đưa cái phần khe thoát gió lên trên. Và như các bạn thấy đi, ở ngay phía sau chúng ta sẽ có hai cái lỗ để hút gió vào và một cái lỗ để đưa gió ra. Chỉ đơn giản như vậy thôi đã đủ để có thể làm mát cái con chipset này. Cho nên là nếu như các bạn quan tâm về vấn đề nhiệt độ, xin thưa không hề nóng nha. Và yếu tố nữa đó chính là về cái yếu tố về trọng lượng, là liệu cái máy này nó có nặng hay là không. Thì đầu tiên là về thông số, cái máy này nó nặng là 608g. Về cái trải nghiệm thực tế của mình nha, là nếu như các bạn chơi game cầm tay mà các bạn cầm hai bên như thế này thì các bạn vẫn sẽ có cảm giác là nó nặng.
bạn. Còn nếu như các bạn cố ý là chỉ cầm một cái bên như thế này á, thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể cầm quá 5 phút. Và thật sự là cái trọng lượng của nó khoảng hơn 600 gram thì nó thật sự là có cái trọng lượng khá là nặng. Nên á, là nếu như các bạn có chơi game trong một khoảng thời gian dài á, thì mình tin chắc một số những cái tư thế mà nó khiến cho anh em có thể thoải mái á, là chẳng hạn như các bạn cầm và đặt nó lên trên bàn đó, các bạn có một cái bàn để mà tì tay thì nó ok. Còn nếu như các bạn cầm không như thế này nè, thì lát nữa ở hai cái cánh tay của anh em nó sẽ hơi mỏi đi một chút xíu. Thì đây có thể nói là một cái điểm hạn chế của sản phẩm này. Tuy nhiên á, là để đổi lại một cái phần build quality quá tốt, để đổi lại một cái màn hình đẹp và để đổi lại một cái con vi xử lý mạnh, thì mình thấy cái trọng lượng 600g này nó là một cái trọng lượng chấp nhận được cho chính cái máy chơi game này. Mình nói chút xíu nữa về cụm phím bấm và một số những cái tính năng tinh chỉnh mà OG họ đã mang sẵn lên trên cái máy này. Thì đối với cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều những cái phím bấm ha. Và OG họ bố trí rất là thông minh khi mà tất cả một cái ngón tay các bạn có thể dễ dàng đặt vào từng cụm phím bấm. Các bạn có thể sẽ up cho nó rất là nhiều những cái nút macro riêng dành cho một số những cái tựa game mà các bạn muốn chơi. Cho nên là nếu như các bạn tận dụng được hết tất cả những cái phím bấm ở trên cái máy chơi game cầm tay này, thì mình tin chắc là ở trong các cái tựa game mà các bạn chơi các bạn không gặp vấn đề với bất cứ cái game nào cả. Và kèm thêm là đối với cái cụm joystick á, mình cũng rất là thích OG họ làm cái nơi đặt ra là hai cái joystick nó bị chéo nhau, nó không phải là hai cái joystick mà nó ngang bằng á. Thì đây á, là cái vị trí joystick của mình đánh giá là cái tính thực dụng rất là cao, các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng làm quen. Thậm chí á, là như ở đây bạn của mình khi mà chơi cái game ở trên cái máy này á, thì bạn cũng rất là dễ làm quen ở trên tất cả mọi cái phím bấm. Cho nên là nếu như các bạn nào mà thích chơi game cầm tay á, thì những cái hệ thống phím bấm ở trên cái máy này nó làm được rất là nhiều những cái việc khác nhau để giúp cho anh em có thể chơi game tốt hơn. Và chưa kể nha, OG họ có thêm một số những cái phím bấm function thêm cho anh em, chẳng hạn như là phím mở nhanh Armory Crest nè, hay là phím mở nhanh cái phần tab điều khiển ở trong game để các bạn có thể tinh chỉnh được thêm về tần số quét, về độ sáng màn hình hoặc là về độ phân giải. Thì tất cả mọi thứ được tinh chỉnh thông qua những cái phím bấm này, rất là nhỏ gọn và rất là dễ dàng sử dụng. Về tổng hợp lại, cuối cùng là các bạn có được cái gì ở đây? Đầu tiên là các bạn có được cái máy chơi game cầm tay đến từ OG, một cái thương hiệu gaming rất là lớn hiện nay trên thị trường. Thứ hai là các bạn có được một cái sản phẩm với chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt, cực kỳ chắc chắn. Thứ ba là cái phần hiệu năng ở trên cái máy này nó đảm bảo cho các bạn có thể chơi được rất là nhiều game. Trong khi đó cái phần nhiệt độ khi các bạn cầm ở trên cái máy này thì nó không hề nóng, nó chỉ ấm nhẹ mà thôi. Và thứ tư, các bạn có được một cái máy chơi game cầm tay với màn hình hiển thị rất tốt, đủ để các bạn có thể chơi rất là nhiều game và hiển thị rất là nhiều nội dung hiện nay ở trên internet. Và cuối cùng, các bạn có được một cái máy chơi game cầm tay với phần mềm được tùy biến dành cho việc là tối ưu dành cho gaming. Nếu như các bạn muốn sở hữu cái máy này thì cái mức giá hiện nay của nó đang được ấn định là đâu đó khoảng dưới 20 triệu. Khoảng đâu đó tháng 7 thì OG họ sẽ công bố chính thức cái máy này tại thị trường Việt Nam và bán ra ở trên các đại lý trên toàn quốc. Nên là tới thời điểm đó thì các bạn có thể cân nhắc và xem xét thử ha. Ok, vậy đó là bài chia sẻ của mình về OG Ally, cái chiếc máy chơi game cầm tay mà mình đang rất là hứng thú trong khoảng vài tiếng vừa qua. Bây giờ thì mình sẽ đi trả cái máy này để có thể gửi cho một số những cái bên media khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và đừng quên là mình sẽ lên sóng video vào lúc 19:30. Xin chào và hẹn gặp lại.